Xin được kính chào tất cả quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên Phong thủy Gia Cát gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 Nam Mạng. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 Nam Mạng đa phần mang phong cách nho nhã, hòa nhập và thích nghi tốt. Số đông có nội tâm kiên định, khẳng khái và tràn ngập một tình yêu sâu sắc đối với những gì mà bản thân họ có hứng thú. Và có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống của bản mệnh với tuổi này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lần lượt theo dõi cách phân tích qua từng phương diện cụ thể ngay sau đây của thầy Gia Cát. Xin mời. Gia chủ Nam Mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 có cung mệnh thuộc cung chấn Trực Bình, mạng Thiên Hà Thủy, nước sông Thiên Hà, khắc Thiên Thượng Hỏa, con nhà Hắc Đế Tân Khổ, xương con dê, tướng tinh con rồng, cậu tài cậu quý độ mạng. Cuộc đời Nam Mạng Đinh Mùi xin được đúc kết qua bài thơ sau. Đinh Mùi tuổi nhỏ khó nuôi, thiên hà nước chảy, giỏ hoài như mưa, thu đông sinh đặng mới vừa, lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn người. Xuân hạ lỗi số chẳng vừa, gian nan lắm độ, hiểm nguy lắm lần. Số mạng tưởng đã quy tiên, nhiều lúc nguy hiểm đỏ điên gặp hoài. Số người phải chịu chuyên chuyên, tuổi trẻ cực nhọc, tuổi già hiền vinh. Tiền bạc như thể chiêm bao, nhiều lúc làm khá tốn hao chẳng còn. Lắm khi trách trộm, buồn thầm, người sao cùng tuổi, họ cầm bạc muôn. Tổng quan Nam Mạng Đinh Mùi có vận thế khá tốt, cả cuộc đời được vận may theo đuổi, bắt đầu từ trung vận trở đi, thảnh thơi tận hưởng cuộc đời vinh hoa, sang giàu, con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 75 đến 82 tuổi. Nếu ăn ở hiền lành, đi làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, sẽ tự khắc được gia tăng tuổi thọ. Để tăng cường phước báo, gia trì công đức cho bản mệnh được trường thọ an khang, Phong thủy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 nên thỉnh về mình pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên. Chuyện nhân duyên của Nam Mạng Đinh Mùi được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 8 và 12 âm lịch có thể sẽ phải thay đổi đến 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch, tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời. Còn những người sinh hạ vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ vô cùng may mắn vì không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên, mà sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời cùng với ý chung nhân duy nhất của đời mình. Gia đạo công danh. Nam Mạng Đinh Mùi được hưởng gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Từ nhỏ công danh của Đinh Mùi Nam Mạng có phần sáng rõ, đến trung vận thì càng vững vàng và có thể đạt tới đỉnh cao. Sự nghiệp của Nam Mạng Đinh Mùi sẽ hoàn thành vào năm 36 tuổi và luôn phát triển không ngừng. Cũng từ đây mà của cải vật chất ngày càng nhiều, cuộc sống lúc nào cũng được sung túc, dư giả. Vận trình tài lộc xét chung là vậy, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong năm nay bản mệnh vẫn có thể có nguy cơ mất mát, tiêu tán về tài sản, tiền của do gặp hạn ngũ mộ chủ về tổn tài. Do đó tuyệt đối không được chủ quan, mang theo vòng tam hợp hợi mão mùi để giúp tài lộc được ổn định, tránh thất thoát, mang lại vận quý nhân trợ giúp. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi hợi mão mùi,
tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và có tác dụng phong thủy rất tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên ba viên mã não này còn khắc hình ba linh vật Hợi Mão Mùi, giúp quy tụ năng lượng, tam hợp, chiêu tài, đón vận cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình. Tuổi hợp làm ăn, Mậu Thân và Canh Tuất chính là hai tuổi hợp với năm mạng Đinh Mùi về đường tài lộc, nên nếu kết hợp trong công việc, mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, may mắn, thu về nhiều tiền tài. Lựa chọn vợ chồng, muốn vợ chồng luôn sống trong hạnh phúc viên mãn, công danh tài lộc, rộng mở, sáng lạn, thì năm mạng Đinh Mùi nên lựa chọn các tuổi hợp cả về tình duyên lẫn tài lộc để nên duyên vợ chồng, đó là các tuổi Mậu Thân, Canh Tuất và Giáp Dần. Cuộc sống vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi Đinh Mùi năm mạng kết hôn với các nữ mạng tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu và Ất Tỵ. Nếu kết hôn với nữ mạng tuổi Kỷ Dậu và Ất Mão thì cuộc sống của hai người sẽ gặp đôi chút khó khăn trở ngại. Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với Đinh Mùi nam mạng cả về tình duyên lẫn tài lộc. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên đó là 18, 24, 30, 36, 42 và 48 tuổi, bạn không nên thành lập gia thất, xây dựng gia đình. Năm mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch thường có số đa thê hoặc gặp nhiều khó khăn trong việc lập gia đình. Tuổi Đại Kỵ, tuổi Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý là những tuổi Đại Kỵ với năm mạng Đinh Mùi. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp khó khăn trở ngại. Nếu chót lỡ yêu thương nhau mới biết phạm tuổi Đại Kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ách. Và quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được tự nhiên hóa giải. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những công việc lớn, quan trọng thì năm mạng Đinh Mùi nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng chẵn thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn thuận lợi, thu về nhiều kết quả, vạn sự, như ý, đại cát, đại lợi, thành công trên mọi lĩnh vực. Diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, năm 20 tuổi, cuộc sống và chuyện tình cảm gặp nhiều thuận lợi. Năm 21 và 22 tuổi, nhiều cơ hội cho công danh sự nghiệp phát triển. Sang năm 23 tuổi và 24 tuổi, sức khỏe được tốt, có nhiều chuyện vui, cuộc sống no đủ. Đến năm 25 tuổi, cả năm đều an vui. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi phải hết sức thận trọng trong chuyện công việc và tiền tài. Năm 27 tuổi và 28 tuổi, công danh sự nghiệp và tài lộc được như ý. Sang năm 29 tuổi và 30 tuổi, chuyện tình cảm và tài lộc gặp nhiều may mắn nhưng phải chú ý trong chuyện công việc sẽ tốt hơn. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, tiền bạc dư giả trong 2 năm 31 và 32 tuổi. Nhiều chuyện xấu xảy đến trong năm 33 tuổi và năm 34 tuổi phải cẩn trọng trong mọi việc, đặc biệt là chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo đau ốm bệnh tật, làm hao tài tốn của. Đến năm 35 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa và giao thương tài chính, kẻo bị kẻ xấu lừa mất hết tiền bạc. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, nhiều chuyện hay đẹp sẽ đến với bạn vào những năm này. Công việc gặp nhiều thuận lợi, tài bạc dồi dào. Nhưng cần tránh xuất hành đi xa hay là thực hiện các dự án lớn vào năm 37 tuổi sẽ tránh được những rủi ro không đáng có. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi mọi chuyện đều ổn. Từ chuyện công việc đến tài vận và cuộc sống, năm 42 tuổi và 43 tuổi, công việc có nhiều triển vọng. Đến năm 44 tuổi và năm 45 tuổi, công danh sự nghiệp và cuộc đời gặp nhiều may mắn. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, vận may song hành cùng bạn vào những năm này, tiền bạc luôn rủng rỉnh, con cái được thành đạt nhưng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những thành công và niềm vui vẫn tiếp tục đến với bạn trên con đường công danh và sự nghiệp. Tuy vậy, bạn cần sát sao hơn trong vấn đề quản lý chi tiêu tài chính kẻo tiền bạc sẽ dứt áo ra đi mà không quay trở lại.
từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Vào khoảng thời gian này, bạn được thảnh thơi, vui hưởng tuổi già bên con cháu. Bạn cũng có thể chiêm nghiệm về cuộc đời đầy huy hoàng của mình để tự hào với con cháu và mọi người xung quanh trong khoảng thời gian này. Các con của bạn cũng đều đã thành đạt và có chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Thưa quý vị, dựa trên số mệnh tử vi, mặc dù không thể khẳng định chính xác hoàn toàn, nhưng cũng phần nào giúp quý bạn chủ động hơn về cuộc sống của chính mình. Nếu như mà quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan, thì hãy đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát để có thêm những thông tin hữu ích. Còn bây giờ thì kính chúc quý vị gia chủ an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin mến chào và hẹn gặp lại!